Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã thay đổi quan điểm của mình về tư cách thành viên NATO trong tương lai của Ukraine. Chính trị gia kỳ cựu nói với tờ The Economist, giờ đây ông tin rằng hòa bình ở châu Âu không thể đạt được nếu Ukraine không gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên, cách ông lập luận cho ý kiến này khác với suy nghĩ của những người ủng hộ Ukraine. Ông Kissinger nói việc Kiev gia nhập NATO sẽ ngăn cản các chính trị gia của nước này tìm cách hành động đơn phương đối với các yêu sách lãnh thổ. Vào mùa thu năm 2022, ông Kissinger từng nói rằng việc cố đưa Ukraine vào NATO không phải là chính sách khôn ngoan của Mỹ. Ông cho biết việc mở rộng về phía đông của khối kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 về cơ bản đã loại bỏ vùng đệm lịch sử của Nga, nhưng nhấn mạnh rằng đó không phải là lý do biện minh cho cuộc tấn công bất ngờ của Moscow vào Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn vào hôm 17 tháng 5 với tờ báo của Anh, chính trị gia sắp bước sang tuổi 100 cho rằng tốt hơn hết là nên để Ukraine gia nhập NATO vì sự an toàn của châu Âu. Ông cho biết lý do ông thay đổi lập trường là vì phương Tây đã trang bị vũ khí cho Ukraine đến mức nước này sẽ là quốc gia sở hữu vũ khí tốt nhất, nhưng có ít nhà lãnh đạo có kinh nghiệm chiến lược nhất ở châu Âu. Ông cho rằng việc Kiev nằm dưới sự kiểm soát của khối cũng mang lại lợi ích cho Nga. Ông Kissinger nói, nếu tôi nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi sẽ nói với ông ấy rằng ông ấy cũng an toàn hơn khi Ukraine gia nhập NATO. Theo cựu Ngoại trưởng Mỹ, lập trường của một số nước Tây Âu đối với tư cách thành viên của Kiev là rất nguy hiểm, khi họ một mặt cho rằng không nên để Ukraine gia nhập NATO vì quá mạo hiểm, nhưng mặt khác lại trang bị cho Kiev những vũ khí tối tân nhất. Trở lại năm 2008, NATO tuyên bố rằng Kiev sẽ gia nhập khối, nhưng không xác định ngày cụ thể. Tôi nghĩ rằng quyết định để ngỏ tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là rất sai lầm. Điều đó là không khôn ngoan, bởi vì nếu bạn nhìn nó từ quan điểm của Nga, vào năm 1989, họ đã kiểm soát châu Âu cho đến tận sông Elbe. Sau đó, họ rút khỏi đó, ông Kissinger nhấn mạnh như vậy. Khả năng Ukraine tham gia vào NATO đã trở thành bước ngoặt cuối cùng đối với Tổng thống Putin khi ông quyết định phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022. Nhận định về một kết cục khả dĩ cho cuộc xung đột, ông cho rằng hai bên có thể quay về hiện trạng trước khi xung đột bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ông nói, một kết cục hợp lý, Ukraine được châu Âu bảo vệ và không còn là một quốc gia đơn độc tự lo thân mình. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.